Ra đi chơi đồ chơi đi nào. Bé Abi tí nào. Xem nào. Trời, Abi của mẹ giờ này lớn phết nhỉ. Hay là ai gọi mẹ đây Abi nhỉ? Alo ạ? À? Alo, chị Bạch Chị Hoa hả? Ờ, đúng rồi em ơi, ai em là ai đấy? Em là chị Hoa đấy, chị có đơn hàng từ nước ngoài gửi về này. Đơn hàng từ nước ngoài gửi về á? À, chị có nhà hả? Chị có, thì đang ở nhà đây. Ok em, bây giờ đến thì gọi, chị đang ở nhà đấy. Ờ, ai gửi hàng cho mẹ con mình ấy nhỉ, Abi nhỉ? Không biết là ai gửi hàng cho mình. Abi ơi, không biết là ai ở bên nước ngoài gửi hàng về cho mình nhỉ? Không biết là hàng gì cơ. Lạ nhỉ, tự nhiên có người giao hàng đến ấy. Mày tí nữa người ta đến, người ta giao hàng, giờ mẹ con mình ngồi chơi đấy nhá. Đợi tí người ta đến, người ta giao. À, con hươu sao này. Hươu sao có cái sừng dài này. Hello Abi. Ôi, ai đây? Ủa, shipper đến Abi, đi nhanh đấy. Abi ơi, chạy nhanh lên. Người ta đến giao hàng rồi đấy. Ở đây mẹ mở cửa Abi ơi. Sao em? Nè, mở bé Abi nè. Chị ơi, chị nhận hàng giúp em. Đơn hàng này. Chụp màn hình. Ờ, ok em, chị cảm ơn nhé. Vâng. Rồi, Abi chào cô nè. Bye bye nha. Rồi, đi về đây. Em về đây. Ờ. Ui, ai tặng quà cho nhà mình mà quá đẹp thế Abi nhỉ? Không biết ai tặng. Đi vào mở ra xem nhé, cái quà gì ở trong này Abi nhá. Nào, Abi ngồi đây nào. Xem cái hàng gì nào, ngồi đây. Quá đẹp thế nhỉ? Nào, mày bóc ra thử xem Abi nhá. Họ tặng cái gì mà họ quá đẹp thế nhỉ? Nào, tò mò quá cơ. Không biết trong này có cái gì. Đợi mày đi lấy cái ấy nha, đồ khui hàng nhá. Mày bóc cho. Nào. Nhìn mày bóc ra xem trong này có gì nè. Nào, mở ra xem nào, trong này có gì nào. À, có một tờ giấy này. Bức thư này được viết bằng tay à? Wow. Wow, Abi ơi, xem này, con gấu này giống con gấu của Abi chưa? Ồ, đẹp chưa? Rất mới nha. Wow, Abi xem này. Đấy, bạn gấu của Abi đấy. Ừ, nhìn giống không? À, Abi nhớ bạn gấu này lắm rồi đây này. À. Wow, đẹp thế nhỉ. Ồ, may quá, không biết ai là người đã gửi tặng cái này. Nào, để mình xem ai là người đã gửi cái này cho Abi nào. À, ở đây có một bức thư nhưng mà được viết bằng tiếng Anh này. Đây mọi người nhá, đây là bức thư mà người tặng gấu cho Abi đó, gửi cho Abi nhá. À, đây là bức thư viết bằng tiếng Anh nhưng mà mình không hiểu nội dung. Bây giờ mình sẽ dùng điện thoại để dùng phần mềm dịch ra xem là nội dung của bức thư này là như nào. Mình sẽ đọc cho mọi người cùng nghe nhá. Để em xem nào. À, đây bức thư này gửi cho mẹ của Abi này. À, mẹ đọc cái bức thư này lên cho mọi người cùng nghe Abi nhá. Gửi mẹ của Abi, tôi là Kitagawa
Kaiko, tôi đến từ Nhật Bản, là một fan hâm mộ của khỉ Abi. Tôi đã theo dõi kênh từ ngày khỉ Abi mới được nhận nuôi. Khỉ Abi là một cô công chúa đáng yêu. Bạn rất may mắn khi được nhận nuôi Abi. Tôi rất ngưỡng mộ gia đình bạn. Tôi biết rằng khỉ Abi đã rất buồn khi làm mất chú gấu bông yêu thích của mình. Đó là một niềm đau khổ đối với một đứa bé giống như Abi. Tôi cũng đã rất buồn vì điều này. Tôi nhận thấy rằng mẹ của Abi cũng đã cố gắng tìm lại chú gấu bông cho Abi. Trong một lần vào trung tâm thương mại, tôi đã tình cờ nhìn thấy một chú gấu bông giống với gấu bông của Abi. Tôi đã nhớ về khỉ Abi và đã lập tức mua nó để gửi tặng cho khỉ Abi. Tôi rất hy vọng rằng Abi sẽ vui vẻ khi nhận được món quà này. Hy vọng rằng tôi sẽ được gặp công chúa Abi vào một ngày gần nhất. Chúc cho gia đình của Abi thật nhiều sức khỏe. Hy vọng rằng tôi sẽ được gặp công chúa Abi vào một ngày gần nhất. Chúc cho gia đình của Abi thật nhiều sức khỏe. Mình rất là cảm ơn cái bạn có tên là Kitawa Kaiko đến từ Nhật Bản này, đã tặng cho gia đình Abi món quà thực sự là rất là ý nghĩa. Đối với mình bây giờ món quà này chính là món quà ý nghĩa nhất. Món quà này có thể tìm lại được niềm vui cho Abi. Mình không thể nghĩ được ra là Abi có được những người mà yêu quý Abi như thế luôn, nên là mình rất là xúc động, rất là cảm ơn. Thông qua cái video này thì mình cũng xin được cảm ơn bạn Kitawa Kaiko đến từ Nhật Bản là đã tặng cho Abi được cái con gấu bông này, là cái con gấu bông là giống hệt với cái con gấu bông là của Abi ngày trước. Nào, Abi cảm ơn đi. Abi ơi, Abi cảm ơn fan hâm mộ của Abi nhé. Mẹ xúc động quá. Gia đình Abi rất là trân trọng món quà này. Abi cũng rất thích. Lâu lắm rồi Abi mới chơi món đồ chơi yêu quý như thế nhỉ. Abi nhỉ. Thì thông qua video này mình cũng xin được cảm ơn người đã tặng con gấu này cho Abi, và cũng cảm ơn tất cả những người mà đã luôn đồng hành cùng với gia đình Abi, luôn theo dõi sự trưởng thành của Abi mỗi ngày. Cảm ơn tất cả những người mà luôn yêu quý Abi, luôn động viên tinh thần cho gia đình Abi có thể tiếp tục phát triển, để có thể là tiếp tục quay những cái video dễ thương của Abi. Bây giờ thì quà này mình sẽ giữ lại để làm kỷ niệm. Đây là tấm lòng của mọi người, của người đã yêu quý Abi, nên mình sẽ giữ nó lại, sẽ cất cẩn thận. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình đưa Abi đi uống sữa nhé. Nè, đi. Ủa, Abi thích cái ôm bạn gấu này này.